Trại hòm Martino xin kính chào gia đình đang xem và quan tâm mẫu quan tài an táng gỗ trai kiểu Đài Loan của chúng tôi. Và hiện diện trước gia đình là sản phẩm quan tài an táng gỗ trai cao cấp dành cho người Công giáo. Gỗ trai là loại danh mộc nhóm 1 với rất nhiều ưu điểm như vân gỗ đẹp mắt, màu sắc sáng, sang trọng, chịu nắng mưa và thời tiết khắc nghiệt. Vì thế, đây là loại gỗ được ứng dụng nhiều trong các công trình có giá trị lâu dài theo thời gian. Với kích thước tổng thể, chiều dài 2m05, chiều rộng 76cm, chiều cao 105cm, sở hữu hình dáng lớn, uy nghi. Và đặc điểm là nắp có dạng 3 múi xếp hình bậc thang. Đây được gọi là kiểu quan tài Đài Loan. Nhìn vào sản phẩm, gia đình có thể thấy sự khác biệt nổi bật từ vân gỗ đi cùng lớp BU cao cấp, mang đến một sản phẩm có giá trị xứng đáng chất lượng. Bên cạnh đó, các chi tiết phù điêu thánh giá, tiệt ly được cho chuốt sắc nét tỉ mỉ hơn. Bên trong sản phẩm này được trang bị lớp kính mica với mục đích nhìn ngắm thi hài người thân hoặc chờ thân nhân từ xa chưa về kịp. Lớp nhung được làm từ chất liệu vải cao cấp lót từ phía trong quan tài sẽ làm cho gia đình an tâm và hài lòng về sản phẩm của chúng tôi. Nếu như gia đình đang lựa chọn một sản phẩm tốt cho người thân của mình thì quan tài gỗ trai chắc chắn sẽ không làm cho gia đình thất vọng. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, xin liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào để được tư vấn tận tâm. Và cuối cùng, thay mặt đội ngũ Martino, xin chân thành cảm ơn gia đình đã xem và quan tâm đến dịch vụ tang lễ của chúng tôi.